Xin chào tất cả mọi người. Thì trên các bạn đây là một cái tai nghe có dây, thì nó là lụa đúng không? Cách của chúng ta là sẽ là mua những tai nghe Bluetooth về để cắm, để nghe cho nó ngắn gọn. Thì ok, hôm nay mình đã mua một chiếc tai nghe về đây để review cho mọi người. Ok, và nhóm bạn sao sẽ inbox nữa và video thôi. Đây là sản phẩm của mình, thì là một chiếc tai nghe AirPods F11 và mình mua trên shop Kinkay và đơn hàng tặng hàng của chúng ta hết là 475.000. Ok, bây giờ mình sẽ mở sản phẩm ra nha. Mình đã mở sản phẩm trước rồi. Trong đây thì thường có một con AirPods đây, mình biết đây chi tiêu của nó. Ngoài đằng trước thì có cái hai cái tai nghe Bluetooth của AirPods 2 và được in nổi lên trong rất là giống hàng đúng không? Bên đây thì có logo của cái hàng chợ. Bên đây là AirPods và có chức năng sạc không dây. Bên đây là những cái máy thì mình cũng không để cần chạy đến cái này đâu. Cái hộp thì hơi móc nhỏ một xíu. Đây là cái công cụ chính của chúng ta. Đó, nói chung là hướng dẫn như vậy thôi. Ok, giờ mình sẽ bóc ra nha. Một lần thì không có phải ấn chạy ra hết hai lần không?
mình quan tâm dáng thì tới với dáng của con. Em bước 2 thì không đòi gì hơn. Mọi hành trình của nó có thể giống 99% con Xbox